Hello anh em, hôm nay em Tú sẽ show dầu án The Ray làm việc siêu nhanh. Như anh em đã biết thì là bản update mới đã boost cho chúng ta thêm khả năng đạp máy nhanh hơn 10%. Bây giờ em Tú sẽ show cho anh em một bộ build hoạt động siêu nhanh. Đầu tiên là về add-on. Add-on thứ nhất là Shadow Dance White, vũ điệu bóng tối trắng. Chức năng của đó là tăng tốc độ phá pallet, đạp máy, vào cửa sổ thêm 40% khi đăng tàng hình. Add-on thứ hai là Shadow Dance Blood, vũ điệu bóng tối, máu. Chức năng của đó là tăng tốc độ phá pallet, đạp máy, vào cửa sổ thêm 60% khi đăng tàng hình. Tiếp theo là về perk. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Fire Up. Nâng cấp The Nightmare sẽ mở khóa Fire Up cho tất cả các killer khác. Chức năng của Fire Up là như sau. Cứ mỗi một máy được sửa xong thì Fire Up tích được một token. Cứ mỗi token thì chúng ta nhận được thêm 4 tốc độ. 4% tốc độ bốc survivor lên, thả survivor xuống, phá ván, phá cửa, đạp máy, vào cửa sổ và tối đa là 20% tương đương với 5 máy được sửa xong. Perk thứ hai là Brutal Strength. Perk này sẽ giúp chúng ta làm việc đạp máy, phá cửa nhanh hơn 15% và giờ ok, bắt đầu thôi. The game. Trò chơi. Hello, em Tú check profile rồi, thằng Đoai 4.000 tiếng, em Tú đeo gì đâu. Em Tú với thằng Adam trước. Dí Đoai là thua game luôn đấy. Đéo nhập ván, hay thế. Trời ơi, chủ anh em thấy đập ván nhanh không? Mơ, đập ván thần tốc vãi lìn. Rồi, mày chết. Mày không đập ván với tao, mày chết. No. Sổ đẹp ha. Em Tú không cho nó rời lúc luôn, em Tú bắt nó về chỗ cũ. Đấy. Phải cho nó về chỗ cũ, nếu mà qua được lúc mới thì hơi mệt cho em Tú. Đập ván đâu? Trời ơi. Đạp ván siêu tốc thế này đi sao mà chống nổi. Còn ván à? Chạy qua này, ngay mà. Chết. Chó đẻ này. Một mạng. Easy. Ai sửa máy không? Để ai sửa à? Tụi mày đây. Ôi, không sao. Máy càng xong, fire up của em Tú càng tích stack, em Tú càng mạnh, em Tú lực lưỡng. Mò mỏi. Vào nhanh hơn 4%. Đã bán. Đúng rồi. Bang bang. Chỗ nhanh chưa? Mày chạy đâu? Hả? Hai stack. Đập bắn nhanh còn kịp. Em Tú về cam. Khoan 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 khoan. Ây da. Bù lại hiệu máu áp thế nha. Từ từ. Ăn dây hết BT đúng không? À quên nhầm. Hết Endurance. Trời ơi đông như trại hội. Câu được cái ván đã. Phải. Trời ơi, biết ngay mà, em Tú biết ngay là thằng Đoai biết chơi mà. Nó fake ván 4.000 tiếng đấy, đéo đùa đâu. Bỏ tay ra bạn. Tao với thằng Adam đến chết. Băng 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 băng. Trời ơi, em Tú may game cái nhẹ này. Thôi nhập ván thôi bạn ơi. Đâu còn cách nào khác đâu. Băng băng. Siêu tốc luôn. Không thoát đâu, mẹ đập ván nhanh lắm. Bằng bằng sổ cái gì đây, cái gì đấy, hai mạng. Em Tú đi kiểm soát máy. Thằng nào đây? Hello Dai. Hello Dai nữa. Ây da, chết cha, chết nhầm. Lần này đi sao mà nhầm được. Em Tú cắm trại thằng này luôn. Đấy, ra mà cứu. Alo, alo, alo. Tất cả các hảo hán vào tỷ thí nào. Vào giao tỷ thí nào. Hello. Cút. Ai à, Du Nhìn Ly à. Tao cho mày một vỗ. Rồi, ba thằng bị thương hết rồi. Giờ đéo ai dám cứu đâu, thề luôn. Adam xác định là kịch kim rồi đấy. Có dấu chân của Union Lee. Thôi hiện hình luôn đi. Thằng nào mà cứ là bụp luôn. Chết.
Adam Kim Kim chết ngay. Ủa, con Du Dương Ly đi đâu rồi ta? Chạy mất rồi. Hello đây. Trời ơi, bật đèn pin dọa tao à? Anh em phải đập máy nhanh không? Đập nhanh vậy lên đấy chứ. Quay về máy à? Kẹt rồi. Bong bong. Ái da, bán này bán thần. Khó thế. Khó thế nha. Em Tú ôm hết, ôm tường hết cỡ luôn đấy này. Đấy. Thôi vòng này hết rồi, Đoai ơi đập đi. Anh mày loại lại Đoai đấy. Đập. Bong bong. À, nó có đốt mình à, nó muốn đốt mình. Đi. Chó đẻ. Bỏ đi soát mấy thằng khác. Có ai đang sửa máy không? Ai đây? Hello Junjili. Trời ơi đập máy kìa. Mà đập nhanh kinh khủng luôn ấy. Bong bong. Một vỗ. Bong bong bỏ luôn. Em Tú thấy thằng này sắp xong máy rồi. Ôi đập máy thế này đi chịu sao được. Được bán. Ok. Chó này biết chơi, chó này biết chơi anh em ơi. Ủa? What the fuck? Khó chịu thằng quỷ này rồi nhá. Ủa đi đâu rồi? The fuck? Ờ mất dấu luôn. Vãi lìn. Con đĩ này, cúp nhanh, đừng để tao điên lên. Tao biết mày không được ván. Giờ tao không respect cái mày nữa. Băng băng. Đập ván đi. Đúng rồi. Băng băng. Đập ván siêu tốc. Thôi đi về. Em Tú đập cái máy này đã. Tiếp có đập máy nhanh thật đấy. Công nhận đập siêu nhanh luôn đấy. Ui có thằng bên này thôi em Tú đập cửa luôn. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa con đĩ ơi? Bất ngờ chưa? Băng băng. Con Dương Dương Ly đang ở đây này. Chả chắc luôn. Đâu rồi nhở? Thôi về máy này đi thằng Đoai kia chắc nó sửa máy này rồi đấy. Không ôm luôn à? À tụi nó sợ mình rồi. Mình là nỗi ám ảnh mà. Hello Junjili. What are you doing? Không đập vã là mày sai lầm cuộc đời mày rồi. Tú vã tung lờ. Chết ngay. Băng băng. À không còn lỗ khác. Ok. Mọi người xem Tú may game này. Chết. Máy trên kia đi. Máy trên kia thằng Đoai đang ôm. Phải lên can thiệp ngay. Có Pop God Weasel. Hello Đoai. Đủ má. Tính đốt tao à? Mày to gan đấy. Bày máy. Pop nổ. Bày máy. Chịu đi. Trời ơi. Tính làm gì tao cơ. Không cứu luôn. Hay lắm bạn ơi. Hay lắm. Hay lắm. Cứu rồi. Má vẫn ôm máy à. Mày vừa ôm máy chắc là mày mất đâm rồi nha. Con đĩ ơi. Ôm máy ra sao bị mất đâm. Không nói nhiều. Vát. Bong bong. Quay về. Thằng Đoai kia đang ôm. Bỏ tay ra bạn ơi. Alo. 360 á. 360 á. 360 làm gì cơ. Chết ngay. Mẹ. Đủ mấy thằng Đoai này tính thế. Đập ván. Ai đà. Ai da. Ai da. Con chó này. Địt mòi em ơi. Cút lên mau. Bắt trước ai cái trò nhây đấy. Giết ngay.
là máy này đã. Cút. Máy móc. Cút. Không đốt, không đốt, không đốt, không đốt, không đốt, không đốt. Tao sợ nắng, tao sợ nắng. Tao sợ. Chỗ có đứng nhìn mình à? Từ từ, em Tú giả bộ chạy vòng vòng cho hết đèn pin luôn. Chiều đấy. Chiều đấy. Chiều đấy. Chiều đấy. Chiều đấy. Chiều đấy. Đập luôn. Không leo lên cầu thang. Ô chiếu đèn ác, chiếu đèn ác, ôi chiếu đèn ác, hết đèn pin rồi đúng không? Và luôn. Mà em Tú đập vào siêu tốc mà, không lên cầu thang. Thằng kia cứu con kia luôn à? À con kia cứu thằng kia luôn à? Đèn nát. Trời ơi, phải hài luôn, thế nó kinh. Đoài chiếu đèn pin mình hơi nhiều này. Thôi về 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 về. Can thiệp nội bộ, can thiệp nội bộ. Hello Đoài. Trời ơi, DS tảo bốc nhá, nói cho mày biết. Không, DS là nhảy tủ như thật. Láo thật. Máy này không ai ôm à? Hello Đoài. Đèn pin hết rồi đúng không? Đèn pin hết rồi thì ăn đập chỗ đưa nút để nhử mình nhảy xuống. Bố, cái thằng mất dạy. Mày mất dạy đấy. Nhảy xuống à? Nhảy xuống này. Zujili đâu? Hiện hình đi, hiện nguyên hình đi. Trời ơi, đập cửa kìa. À, nó vào đây, nó vào đây chắc chắn luôn. Vừa thấy nổ máy xong mà. Đập máy đã. Ra mặt đi. Lộ diện. Cái bún lồ này nữa. Cái gì đấy? Nó ở tủ bên kia, con lợn này. Không hay không, không, không hay không kín là bàn. Làm gì đấy? Bang, bang, úi trời ơi, bốc Đoài dậy rồi, phòng này cũng phòng kín luôn, chết. Ha, à, giờ truy sát Đoài là win. Đoài, Đoài, Đoài. Chặn đầu cướp của liền. À, thằng Đoài trong nhà tắm. Ui giời ơi. Thử đập ván kìa. Đúng siêu tốc luôn đấy. Rồi tiếc ván. Ôi tiếc ván. Thôi tiếc ván là toang. Bong bong. Phách thôi. Thôi phòng này phòng kín đấy bạn ơi. Giờ bạn chạy đi đâu? Giờ bạn chạy đi đâu? No no no. Phòng kín phòng kín. Không chạy đi đâu được hết. Chết. Rồi con kia tạch luôn. Chi chi. Chi chi. Family residence. Nơi ở của gia đình. Úi giời ơi. À em Tú. Em Tú tra stream. Con này là giờ cao nhất. Con này 2.800 tiếng. Thôi đéo chơi con nó đâu, chơi con này đi. 2.800 tiếng sẽ biết chơi. Được bán. Siêu tốc luôn. Trời nó còn đứng nhìn mình. Bố con cún này. Rồi. Vào. Rồi toàn. Ây, nó mang light. Khá đấy con lợn ơi. Ái chà, con lợn này. Khoan đã, em Tú đập cửa đã. Chứ chơi như này tốn thời gian quá. Cút cái cửa luôn. Ái chà. Mày, khốn nạn thế nhờ. Tao hơi cay mày rồi đấy. Con lợn này, bỏ, đéo quan tâm. Đập cửa đây luôn. Anh em cảm nhận xem cảm giác đạp nhanh sướng không? Hello? Hình như mày mất like rồi đúng không nhỉ? Mất rồi thì làm sao? Thì ăn đập chứ làm sao? Bằng bằng
Con lợn chạy đâu rồi? Số con lợn chạy nhanh phết. Con lợn đi. Chưa ai xong máy ta, để em Tú lấy fire up nhé. Tút. Một mạng người và đã xong một máy. Em Tú đang cảm giác sức mạnh tuôn trào trong người. Lại con Phanh Minh vẫn là cái máy này à. Pop ra Weasel. Ô banh máy luôn. Băng băng. Giết. Trời ơi, chạy quanh cục đá. Ôi, hết bán rồi. Bốp. Vào à. Light. Vậy là hai thằng băng light nhá. Nhớ rồi, nhớ rồi. Thôi, vào đây là kịch kim. Kịch kim. Kịch kim. Cho mà chết. Na, game quá đơn giản cho em Tú. Máy này sập sình bên này đấy. Ui, xong máy luôn à. Vậy thì fire up của em Tú càng mạnh thêm thôi, đập máy càng nhanh. Có gì phải lo cả. Máy này không ai sửa cả. Vậy là máy trong góc rồi. Máy này hồi nãy mình treo con cây. Tạm biệt ngay. Cút. Rồi. Ôi giời ơi. Bong bong. Mà chạy đâu? Vào cửa sổ à? Ác vậy. Trời ơi, em Tú vào nhanh chưa kìa. Light. À, quên em Tú. Mày chưa hết đình. Đi. Trời ơi, vào ác thế bạn. Không vào ra. Cay nhờ. À, nó chạy ra sau rồi. Hello. Ba mạng easy. Qua máy này đạp cái đã. Máy này hôm nay con cây nó sửa sắp xong mẻ rồi. Cút. Rồi, giờ em Tú qua máy bên kia kiểm soát. Hay là cam nhờ. À, ai đấy. Bình bằng. Ôi, bay ván nhá, xin nhá. Về cam luôn. Phải trừ khử một thằng không là thua luôn game đấy anh em ạ. Phải trừ khử một thằng trước. Trừ khử. Ai cứu ông ta? Quả bay lên, thấy rồi nhá. Bong, bong. Bong quá. Ái da, mét cứu. Mét cứu. Úi xô, một tập đoàn đi theo để tanh. 3 điểm fire up rồi nhá. Bốp. 3 điểm fire up rồi. Bong, bong. Xô, chị vui đi theo để tanh nha cơ cho con này à. Vô dụng thôi, xem em Tú bẻ cua nè. Một vỗ chết ngay. Cút. Rồi, chúng ta đến với tiết mục Mozi. Lại đây. Con đĩ. Băng băng. Mình kiểm soát máy đã. Em à, tụi nó sửa máy ác đấy nhờ, máy xa này em Tú kiểm soát khó quá à. Ui đi con mẹ, máy này sắp xong luôn á. Bỏ tay ra bạn ơi. Làm máy đã. Cho đập luôn. Bong bong. Thôi vẫn nhấp được cái máy à. Chuyện đấy đàm ván luôn. Rồi giờ hết đường chạy. Bong bong. Cút luôn. Rồi cho sút cái máy này cho cút luôn. Không có nhiều luôn. Ui dồi cái máy này sắp xong luôn này. Bỏ ra đây bạn ơi.
Trời ơi, đi xong máy luôn à. Ngươi 4 điểm fire up. 4 điểm fire up rồi anh em ạ. À, giờ là mẹ em bao nhiêu? 4 x 4 = 16. 16% đạp bắn nhanh, 16% mọi thứ luôn. Đạp máy đã. Trời ơi, bốc dậy à. Anh vui này, đúng không? Con Penguin này tanh á. Mà cái nhầm đây, tao có Mori mà. Ui, nó có off the record. My game. My game. My game. Vào cửa sổ. Ui, vào nhanh chưa kìa. À, 4 x 4 16 à. Vậy là gần 15% lần, gần ngang 33 luôn anh em ạ. À, ngang 33 luôn. Khóa chiến. Ba game, em có ba game. Buồn ngủ quá. Đáp án à. Đáp án siêu tốc. Rồi, giờ hết chạy. Vào đây là chết rồi đó. Vào cửa sổ siêu nhanh. Và kịch kim, kịch kim, kịch kim. Còn tanh nữa. Trời đất ơi. Tụi mày thấy tụi mày toxic quá không vậy? Hả? À? Bò, thôi giết con vui trước luôn đi. Phiền phức quá. Dead hat, dead hổ, dead ủng các thứ đi. Không, dead hat. Bon, bon. Đây rồi, đây rồi. Con mắm này. Đập ván nhanh còn kịp. Rồi bay luôn. Phải ngại gì cả. Rồi tới đây là chết rồi đó. Chạy đi đâu? Giờ tao hỏi mày chạy đi đâu? Có chạy lên trời hay chạy xuống Thanh Hóa? Mori. Có ngôi mộ đây luôn nè, hợp lý liền. Cho mày đổi thông hai mộ với con cây luôn. Bằng bằng. Hai thằng nó trốn cả game rồi anh em ạ. Nó trốn đúng 10 phút, em Tú không thể tìm được. Vãi lên ông. Ơ, à, tiếng tên của ai đấy? Phù. Hello. Vào cửa sổ ác thế. Mày làm gì? Thả nó xuống hả? Bong bong. Vừa thấy con nào chạy qua đúng không? Đúng rồi, có dấu chân luôn. Chỗ nó ngồi trong tủ mà quạ lên luôn ạ. À, thật là vãi lìn. Thôi chết chắc rồi. Chết. Cút. Bộ lão không? Thích bộ lão không? Bộ lão không? Cho mày kịch kim luôn. Cút. GG. GG.